Rồi, chào anh em ha. Anh em hỏi mình là có nhiều câu rất hay. Hỏi gà bên trên đó, hỏi vô gà vô chế độ có cần uống nước đêm không? Thì mình nói với anh em là mình cũng có từng nhóm cũng mấy clip nha, là vô nước đêm với lại dỗ hang thì với nhỏ thuốc rồi ổn bệnh rồi đó, thì hầu như là nó tùy theo con, như mấy con nào anh em cũng muốn dỗ hang hay là uống nước đêm, là uống nước đêm, tại con là muốn nhỏ thuốc là nhỏ. Có nhiều con không có, nhiều con gà nó bệnh đó, anh em dập cái miệng ra nó khó lắm, nó dãy lánh rỡ lên, anh em nhỏ giọt thuốc một hai giọt thôi, nó chặt nhất, nó chặt dữ dằn luôn. Tại sao nó không chịu? Nhiều con anh em đụng vô cái mỏ nó không có cho, nó dãy nó làm dữ lắm, rồi thành ra cái con gà nó bị ảnh hưởng này, nó bị ảnh hưởng phổi. À, mình nói anh em đó là nó không phải con nào cũng uống nước đêm được, tùy theo con. Tại hồi xưa là uống nước đêm hoặc sáng hay hoặc sương, đó là của mấy ông hồi xưa, trong những cái sách 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 xưa đều có nha, sách xem bảy gà đó, sách nuôi gà đều có hết, đều có. Thì trong sách thì người ta dạy đủ hết trơn nha, cái là kỹ năng của mấy ông xưa chơi mấy ông già chơi gà. Hồi xưa nó vui lắm, nuôi gà hồi xưa là vô tay không mà chứ không có như bây giờ móc cái cân. Thì hồi xưa cáp gà là hôn mình thôi, mình nuôi gà tốt thì hơi khó đá một chút, nhưng mà đá vô nước phi hồi xưa không có hút men chính, nhưng mà người ta đá nước phi nó đá cái bo rất là dữ nè. Còn bây giờ hầu như con gà mà anh em nuôi nó giống nhẽo lắm, muốn đá nước khuya đá hầu như không nổi như hồi xưa. Hồi xưa thì chứ mình nấu không phải nổ, hồi xưa con gà của mình á mà anh em đá chừng nào mà tịch nó mới ăn mình nha, nó tịch mới ăn nha. Nuôi về mà kỹ thuật á, về mà nuôi bình thường á, truyền thống á, không có hút men như hồi bây giờ á, gà anh em mà đá với mình mà hầu như muốn ăn mình là hơi khó nha. Cái bo con gà mình hầu như là từ đầu tới cuối là nó đá ok hết, đều là ok hết á, nuôi truyền thống xưa. Chứ không phải như bây giờ mà hở cái hút vô cái anh em gọi gà gà bo lớn nó gồng dữ quá, hút nẹo kia gồng đủ thứ, xưa không có đâu. Nuôi thằng nào mà nuôi kỹ hơn đó, hồi đó mình nuôi mấy con gà nhiều hơn, như có con gà một nuôi con gà đó là phèn trắng phèn lửa đó, nó như là khác cho mình đu đen chân trắng này. Con gà âm đá ba lần hầu như là không có đá được, mình với mình đi ba lần luôn, tại vô tay mà nó không có khăn vô tay mà nó đỏ cái gì hấu vậy, cái lượng của nó vô tay của nó như con gà Thái bây giờ vậy. Cho nên mình nuôi cái tay nó cục vậy nè, con gà đó hầu như cái bo mà nó hầu như cái bo của nó là không, anh em khỏi bàn đi. Nó mình nuôi ôm đi ba lần mà đá không được, mình về mình tức quá, mình làm gì không, mình cho ăn gạo luôn em, tức quá cho ăn gạo luôn, mình cho gạo luôn. Một con gà đó ngộ đời nha, cái sao nó mới thua, thua tại vì ông kia thằng bạn mình nó cãi mình mới thua. Nên mình cãi xong đi mình hãy cãi uống nước đêm đó. Con gà của mình đi đây, mình nó ngộ lắm, con gà đó ngộ thiệt, nếu nó làm sổ quá nó không bao giờ cắn một con lông luôn, nó ký cái mồng cái đầu mà con gà lên cửa rồi á, dây lưng chỗ nào nó cũng đá hết. Từ đó giờ anh em thấy chưa, chứ mình hồi đó giờ mình mới có con á là mấy chục năm rồi đó. Hồi đó anh em mới có, hồi đó giờ anh em mới có, anh em thấy con gà vậy chưa, chứ mình hầu như anh em chỉ nghe là con gà giấu sổ, chứ anh em đâu có thấy con gà nào giấu đá lông đâu anh em. Trời ơi, con gà của mình hồi xưa chứ nó với nó sổ quá. Hồi đó là người ta kiếm vai lưng không mà, gà đá vai lưng, mà con gà mình thì nuôi tốt lắm, hầu như nó sổ nó ký cái mồng của đầu mà, bởi vì nó khó bán lắm, mà con gà đó không có bán. Hồi đó nói chung là ai gặp nó là sổ là người ta cũng chạy luôn á, nó luôn mà nó đỏ cái hói mà một tay của nó như con gà Thái bây giờ vậy. Nên tính đi mà nó đỏ lợm cho nuôi mình á, nó còn cái nách là chưa đỏ rồi đó, tại cái nách thì cái dùng da đó da non nó đỏ lắm, hầu như đỏ trơn biển mình luôn. Hồi đó giờ anh thấy con gà mà giấu sổ là thường rồi, con gà này là không có đá lông luôn, vô cửa nó có đá lông, cái cộng lông gì nó cũng cắn hết, anh em thấy kinh khủng như nó mà mình thấy lạ luôn. Rồi cái uống nước đêm, hồi xưa là uống nước đêm với Hoàng Sơn nuôi con gà xưa nó cực vậy đó, mà con nào dễ anh em mới nuôi uống nước đêm được, con gà nào khó uống đêm không được đâu, là giật cái miệng ra
anh em bơm vô nó khó lắm. Mình có cái clip mình làm là cái ống nhựa đó, cái ống bơm nó để cái ống nhựa dài lên, ống nhựa có hai tắc anh em bơm vô đó thì mình làm vậy á, cách mình chạy mình đỡ mình anh hào rất nhiều. Anh ngồi là cái ca thì nó con dễ không sao, con khó là anh em đưa để vừa để nước vô là nó sạc liền, nó rất nguy hiểm, nó không tốt. Đúng không? Đâu mấy con gà là uống nước đêm được, anh em nuôi gà đây cũng biết mà. Đâu mấy con nào nhặt cái miệng cũng được, anh em nhiều con nhặt cái miệng nó đứng. Anh em nghĩ cái miệng, mở cái miệng nó ra được cũng sợ. Cái dãy của nó quà nó làm dữ lắm, nó không cho mình đụng cái miệng nó đâu. Nhiều gà này anh em đụng miệng nó không được, nó khó lắm. Rồi thôi nước đêm. Có nước đêm là sách xưa nó giết á. Sách tới mình coi lúc mà mình 9 tuổi tới 15 tuổi á, mình coi 2 năm trời á. Rồi mình nhớ hết, ai bây giờ lên mạng mà ai mà nói lý thuyết là mình biết cái nào là trong sách, cái nào không hết cho nè. Uống nước đêm á là làm gì, mục đích là nở cằn. Nở bắp mình. Nha. Đó. Ăn thì ăn lúa thì lúa y gút, lúa phi xương. Lúa anh em sàn, anh em chà sạch nó bụi hết đi, sạch hết. Hầu lúa anh em thấy chứ không phải đâu. Anh em lấy lúa anh em ngâm đi, anh em trái nước cho anh em chà đi. Rồi anh em chà đi, cái hao nó cũng dơ dữ lắm. Bụi á, dơ sình được dơ, lúa dơ lắm. Mà anh em không chà không làm con gà nó ăn nó dễ bệnh. Mình làm vệ sinh cho nó sạch đó anh em, mình ngâm nước mà nó ra chắc thì con gà nó dễ bệnh, nó mới xả nước làm, nếu mà làm lúa ngâm lập kỹ đó. Đó, rồi tao người ta chầm sạch xong rồi ta phải sáng phơi nắng. Mỗi ngày phơi nắng cho nó khô ráo đi. Nó hết nước, bắt đầu cái sáng ra 5 giờ tao phơi xương anh em. Tao phơi xương. Lúa anh em phơi xương đi, nước nó xương nó rút vô á. Con gà nó đá mạnh lắm, nó đá tốt lắm. Cái đó hồi xưa nha, bây giờ kêu một hức phi mà sáng mà không nổi nữa chứ phơi xương. Lúa anh em để ra cái sài á. Cái sài bự gì nè. Cái anh để lúa lên phơi xương. Sáng 4 mấy là anh em để lên nóc nhà đi. Sáng ra anh em nhìn ướt nhẹt trên xương đó, đó nó mới tốt. Rồi tại sao người ta mới kêu là cái tình trạng uống nước đêm mà sáng phải quằn xương? Quằn xương là làm gì? Quằn xương là sáng bỏ chuồng cho nó ăn cỏ, cỏ xương anh em, cỏ xương thì cái xương, nước xương động trên cỏ là con gà nó ăn, nó sẽ rất là tốt, nó rất là tốt. Kiến nó cũng ăn uống, nó cũng uống nước xương anh em. Sáng kiến mà con này cũng kêu chim nó cũng uống nước xương, không uống nước gì. Nó có bị bệnh gì đâu, nhưng mà nó khỏe. Thì mấy ông già xưa mấy ông mới làm cái kiểu đó, cho nó uống nước xương thì con gà hầu như là nó tốt hơn. Cỏ là cũng như là một vị thuốc rất là tốt cho gà nha. Nuôi gà không phải thiếu cỏ, thiếu cỏ cũng được, phải ăn rau cái gì cũng được đó. Thì nuôi gà anh em nuôi kỹ á, càng kỹ á thì con gà anh em càng tốt. Tại hồi đó nuôi gà nó cực lắm nè. Còn bây giờ đâu phải đâu bác bộ anh uống nước đêm đâu. Không cần. Bây giờ với bộ tay đổ ra đắp ra bộ tay, có bộ tay cái đầu đi đá cái anh em đưa steam vô. Nhỏ steam vô. Đi chơi. Hầu như bây giờ kêu nuôi chuồng này, chuồng bự, chuồng bay, chuồng quằn không lo anh em làm bố xu. Vậy đó mà đi đá không dám. Không dám chơi cái thực chiến của mình. Toàn là chơi thuốc, sử dụng chơi thuốc không. Thuốc gồng. Đúng không? Chơi thuốc gồng. Nhưng mà người nào mà đã chơi thuốc gồng quen tay rồi á, con gà không có thuốc không dám chơi. Gồng lại người ta sợ. Đúng không? Bởi vậy anh em nuôi lên có ngày anh em chia sẻ quay chuồng bay chuồng này kia. Mình nói thiệt, nếu mà anh em sử dụng thuốc đá rồi nha, anh em bắt con gà trong ngoài vườn Thái Lan anh em đem đi. Mình chích vô con gà đá y như vậy đó, khủng khiếp như vậy luôn. Chứ không phải mà tình trạng như anh em nói gà nuôi tới pin mới đưa thuốc vô được, không có anh em. Có đâu. Có cái vô hút là đừng có để, đừng có chơi với con gà ốm thôi. Gà có tai á thì mà ăn uống đầy đủ thì nhiều con gà ở ngoài nó cũng tốt đâu bị đâu, nhưng mà đưa hút vô nó mới khác. Chứ không phải là thuốc mà anh em nuôi quằn nó làm dữ dằn tới giờ em đá cái anh em đưa thuốc không. Hồi xưa làm cái thuốc mình hiểu, hồi xưa không làm cái thuốc đá nước đêm, nước đá nước khuya ha. Tại bác mình nói anh em hồi đó đâu phải đá như cửa sắt, giờ anh em nó lẹ vậy đó, cửa chóp á, đá bằng lon cái lon sữa bò đục cái lỗ nó nhiễu, đá mấy hồ mấy hiệp y như cà đòn giờ vậy. Hồi xưa đá vậy đó, đá cửa chóp đó. Mà nói nuôi con gà, mà nếu mà nuôi con gà nước nuôi yếu hơn người ta là con gà anh em đá không bao giờ nước đá lại người ta.
cái bản năng con gà Việt của mình đái lúc khuya nó không có bằng cái con gà mà lai như bây giờ đổ ra là tạo đủ thức giờ, anh hiểu không? Nhưng mà con gà Việt mình nếu mà nuôi kỹ á thì hầu như là nó đá đòn ghê lắm, đá đòn ghê mà đứt khuya nó dữ nữa. Tại xưa nuôi dữ lắm, ăn uống đâu phải như bây giờ, anh em đơn giản ở lúa các anh em ngâm để vô, bây giờ ăn nuôi ví dụ bây giờ thì nè, nuôi gà mà chưa biết cho ăn cái gì nữa kìa. Anh em bây giờ thì luôn nuôi gà không biết cho ăn gì luôn, thấy ông nội đó ăn ngũ cốc, cái mua ngũ cốc cho ăn, mà con gà mình nhỏ lớn nó đâu ăn ngũ cốc đâu, để đâu ăn, nó tập cho nó đói mấy ngày trời, nó đói quá nó mới lết mổ dày hột, rồi từ từ nó cũng ăn đó, cho ngũ cốc. Mà trong khi đó ăn ngũ cốc cái gà xuống ký, ăn ngũ cốc cái gà nó hấp thu nữa, nó quen lúa đang này nọ, nó không nó tiêu quá dễ. Bởi hầu như anh em thấy con gà mà đang ăn bình thường, cái này có mấy hộp hạt thì vô tầm bậy bạ, gà nó chậm tiêu, nó không hấp thu, nó không có tiêu quá đó. Đó là vụ nước đêm cho gà nở cơ nở cằn, đang đá nước khuya nó trụ lâu, nước khuya cái cổ nó bự gì nè, rồi đó nó nuôi cái cằn cổ mình, nó cái bằng tay cấp tay mình tiễn tả thôi, chứ mới nuôi con gà mới cấp tay vậy, con gà bằng gì cái cổ mới lớn gì, con gà 5 kg mấy quá mình diễn tả thôi nghe. Hồi đó mấy ông nuôi kỹ lắm, ông mới ông bóp cằn cổ, ông bóp cái gà, anh em thấy bóp cổ không, bóp cổ nhẹ nhẹ bóp xương đó là ta coi cằn nở. Cái cằn nở này mình đưa nước đêm vô từ mà có nửa tháng, một tháng thôi mà đầu cổ nó bự hơn nè, nó bự rõ ràng nha, như cái cổ mà lớn vậy đi, anh em thấy nó bung ra vậy nè đó. Cái đó là nước đêm đó, cơ nó nở, ăn uống đầy đủ rồi đó, ăn lúa gút không à, lúa gút chứ là trộn thức ăn, mấy ông trộn thức ăn với lúa không, y như bây giờ mình nuôi bây giờ lúa với thức ăn không, chứ đâu có ai tình trạng mà nói là nuôi gà mà ngũ cốc. Hồi xưa là nuôi gà cực lắm, hồi đó có nhiều bài dữ lắm. Lúa cái sàn ra bắt đầu người ta ngại nè, ngại người ta cà ra, ta cà ngại bình thường đó, ta cà ngại rượu ta cà, cái đầu người ta phải khô, đó là nó phải khô, ta sợ tới phải khô, cái đầu ta giải nhuyễn ra hết, ta giải nhuyễn ra, cái đầu cái bài nó mới giữ, ta giải nhuyễn ra hết, cái lúa ta rút đó, lúa rút xong rồi ta trộn vô, ta trộn đều lên hết luôn, cái ta để trở lên phải xương, đó, mình ăn cái đó hồi mình chưa thấy, mình thấy trong sách thì hồi đó mấy ổng chơi vậy đó, thì mình nói cho anh em tham khảo thôi, cái gì tại vì hồi xưa mình đọc cái cuốn sách từ anh em tính đi từ chín từ lớp 3 mà anh đọc tới lớp 5 luôn là anh em hiểu đi, trong đầu mình nó có gì mà nó không còn anh em. Nó nhiều bài mấy ông nuôi, cái đó là mấy ông người xưa ông nuôi nha, hồi xưa nuôi gà là người ta kỹ gì ăn uống lắm, chứ phải như bây giờ anh em bạ gì cũng ăn, anh em dòm trên mạng giờ cho ăn ngũ cốc rồi cho ăn lúa với cái gì em trộn lúa tung bé hết anh, hồi đó không có, hồi đó đặc biệt nuôi con gà chỉ có lúa gút thôi, lúa gút lúa ngầm mới là chỉ thức ăn trộn vô gạo xong, hai cái đó không có gì khác nữa. Bây giờ anh em là đủ thứ chuyện dòm một bài mò ra, thấy clip này chỉ cái clip kia để chỉ cái mài mò đủ chứ. Con gà không bao giờ thiếu lúa, anh em thiệt, mình nuôi gà con em nuôi thử, con gà không bao giờ thiếu lúa, phải ăn một cữ lúa con gà nó tai mới khác nha nè, cũng như anh em cho ai thức ăn, ai thức ăn nó sổ vậy, cái anh em cho ăn lúa nó đã khác. Đây mình không khích anh em cho ăn lúa, nhưng mình nói đó là mình nói hạt, mình nói sự thật thôi, chứ anh em đừng có nghe người này kia nó ăn cái đó nuôi gà. Nhưng mà anh em bây giờ đơn giản trồng cửa vô tạch cái xong mẹ đó rồi, có con phút chích mưa phải chích thuốc vô, nhỏ hút vô mới dám chơi. Còn xưa là bị có nè, đó là xưa nuôi bằng kỹ năng, nuôi gà xưa cực lắm, anh em tính đi uống nước đêm rồi sáng hoàng sương là sáng nằm sương là hoàng sương là 5 giờ đó, bắt đèn lên đầu thả ra hất sáng phê 9 giờ mấy 10 giờ nước đêm sáng 5 giờ hất đang ngồi uống nước trà đó, uống nước trà coi gà đi hoàng sương xong cái đầu uống nước trà, uống nước trà cái vừa nắng lên cái là vừa tắm luôn, không nuôi con gà đó nó cực vậy đó. Nuôi trên mình nói thiệt, còn xưa ha nuôi chừng 10 con gà thôi là học quy một nhà rồi, mấy ổng không làm được gì, 10 con gà thôi không làm được gì hết luôn. Còn bao nhiêu bây giờ anh em hờ mượn gà bắt ra lao lao tắm cái anh em bỏ vô chuồng như này nọ, cái đi đá cái anh em cho ăn mũi, đi đá cái cho ăn mũi gì đá đó không có. Hồi đó nuôi ăn lúa không đó chứ ăn được hơn, mà cái tay con gà mình nói này một cục gì nè, rồi vô ngại này nọ ha, cái tay nó như vậy nè, cho anh em biết. Thấy gà mới khơi như bây giờ mình em thấy cái tay này tới kia cho ăn này nọ muốn cốc rồi nó có đâu, chưa không có. Nhưng mà hồi xưa con gà đá nước khuya rất là dữ, anh em tính đi con gà bây giờ anh em sổ được một lon nước không,
hồi xưa đục một lỗ, cái lỗ á rồi nhiễu một lon nước, lon sữa bò đó, nó nhiễu hết cái lon á là bắt đầu ngưng, bắt vô bắt đầu lao gà lại cho bắt đầu nước cái hè, ý như con gà đồng bây giờ anh em đá thi đấu một hồ hai hồ ra nó đó. Rồi đó đâu có đá kiểu chơi đá kiểu sắt như vợ anh em, nó kiểu chót mẹ nó lâu lắm. Rồi đó nuôi gà hầu như là cỡ 1 năm 15 tháng người ta mới chơi á. Còn gà tơ tơ mới là ta mua cái bu cựa. Nó có cựa rồi đó, đi trong một trường lớn á, có cựa mà cái chốt mấy con gà già đó. Ta rút cựa nó ra đầu người ta vô người ta mướn. Còn bây giờ hầu như là bên gà Cuba nó hầu như ta chơi ngựa, cựa bằng như nhựa anh em ngủ á, mua cứng á. Nó dán vô cái cựa chốt gà. Hồi xưa cái lỗ cựa đút vô vậy nè, nó dán keo y hệt vậy đó. Thì ông chú chính mình nè, ông chú chính mình hôm nay ổng cũng bảy mấy á, ổng là mê lắm, ổng ghiền luôn á. Thì ổng cũng là nói chung là sơ chơi cái gì là hỏi ông đi là vui lắm, chứ không phải như bây giờ anh em đá gà giờ mánh khóe nọ thuốc luôn nọ đó không có. Rồi đó nuôi con gà cho tới người ta mới đi chơi, nên chứ phải như bây giờ anh em nuôi muốn hứng như nào anh em chơi gì đó người sắc mà anh em nghĩ gì không. Hồi xưa đó đó đâu có hút chích đâu, có hút nhỏ như vợ mà người ta nuôi con gà ăn lúa không à, thiết ăn không. Mình nói anh em vô tay đi, cũng nó như cũng sắc ngủ vậy, nó vậy đó chứ không phải là như con gà Việt của mình mà bây giờ như anh em tưởng tượng phải ở cái pha gà siêu gà này gà nọ vô cái gà thái vô cái tay cũng vậy. Con gà Việt mình nói vậy đó anh em, tùy theo dòng gà nữa, gà tay tay mùng mền rồi có cái gà Việt mình nó dở kìa không, nó có cái đám gà ta mà ta lông mùng á, nó cũng ra có giống gà lông mùng. Cái mấy ổng hồi xưa thấy con gà nào đó cựa dỗ dỗ cái em đổ máy ra cái thành ra cái bộ tay nó mong mỏng hoài. Còn nhiều ông đổ tay đổ gà vô tay nó vậy nè, chứ đâu phải là con gà Việt là tay mỏng tay xương như em nghĩ. Con gà Việt nó như tay mấy con gà cu bây giờ vậy đó, tại gà mà nó có hai có nhiều vòng đó, nuôi vô ngại dưới nó săn luôn một cục vậy nè. Mà nuôi vô ngại hầu như là nếu mà nuôi ngại hầu như phải là giá một tháng rưỡi hai tháng mới có đi chơi một lần mới đi chơi được, tại vì cắt lông á là nuôi cho con gà nó dày da lên. Còn mà gà cắt lông mà nuôi không tới nó không có dày, nó đỏ thì hơi cái đít không mà nó không có đỏ cái mình đó là đó. Nuôi con gà đập cánh gì có cái nách là nó hơi đỏ chứ không có trắng, nó trắng nhưng nó không có đỏ được nha, tại cái nách nó da non đó. Mà nói anh em nhiều anh em chưa thấy đâu. Chứ anh em đừng cái này bị mấy cái khứa lên đây ngồi cứ nói là gà gà Việt rồi gà tay xương không thì không phải. Con gà Việt nó cũng ức cu vậy đó, cho anh em biết con gà Việt cái tay nó cũng ức cu vậy đó, chứ không phải là con gà Việt nào nó cũng lường tàu tay xương. Cái lường tàu tay xương cái anh em cứ nói là bạ vô là gà Việt hết, thật sự nó không phải, thật sự nó không phải. Còn như bây giờ mà gà pha chế á thì anh em pha chế gà siêu, gà này gà nọ, gà bắt cái tăng hay là gà gì đó cũng thứ gà thái đó, thì cái giống gà đó cái tay nó đã vậy rồi anh em về pha chế vô. Còn gà Việt mình không có giống vậy nữa, nó cũng tay in vậy đó. Nhưng mà cái con bây giờ là hồi đó gà Việt là đổ gà không có vậy mà đổ như chạy bây giờ, gà gì cũng bạ đổ hết anh hiểu không. Hồi xưa là vậy đó, còn bây giờ không có. Bây giờ kiến thức nó nâng cấp lên với mạng điện thoại với mạng coi trên mạng rồi đó nhiều, người ta với người ta bỏ những cái tình trạng mà đổ gà hồi xưa là hậu hồi xưa, bây giờ người ta là nâng tầm lên, ta lai tạo ra đó. Chứ sợ con gà Việt mình đâu nói là cái gà Việt mình ai mình vô đây nói gà Việt mà tay lường tạo không, mình nó có trên đó. Rồi đó mình đổ gà mình nuôi tàu là gà Việt mà tay con gà nào hồi nãy mình nói một cục vậy nè, tùy theo mình cho ăn nữa mình nuôi tiện cho ăn rồi mình vô màu như thế nào đó, chứ không phải là con gà. Chứ anh em đừng có lạc hậu mà nghe những cái người lên đây nói chuyện mà nói là chê bai gà Việt. Gà Việt là gà ức cu, không phải ức cu. Gà Việt là gà lường tàu tới xương là sự phải. Con gà Việt nó cũng y như con gà bây giờ gà thái cho anh em luôn, chứ không phải là cây khơi nè. Cái lên nó có cái bản gà bá vậy nè, chứ đâu phải con gà Việt nào của ta nó cũng mỏng dờn như nó lúa như anh em nghĩ vậy. Tùy theo giống gà, cái đám gà bổn gà ta đổ. Người ta như con gà xấu sậu nè, như đó như xấu sậu dơm ăn đó. Ông đổ gà đó là làm gì có gà Mỹ gà này nọ nhiều. Ông mà nổi tiếng từ xưa đó, đó là gà Việt không đó. Mà gà ổng cái con tai con gà nào ổng là người như ở Sa Đéc này mà nói là hầu như là ổng ai đổ gà mùa ba ông xấu sậu á, ổng là người bán gà khủng khiếp nhất ở Sa Đéc. Tại vì ổng giao cấp tỉnh, ổng giao một lần rồi đó mình biết, theo ổng đi du lịch á, kia du lịch chở là một xe đi Vũng Tàu, hầu như đó gà cánh gà Vũng Tàu bắt gà xấu sậu là nhiều
cho anh em biết là gà Mỹ không đó, có like cái gì rồi sau này bắt đầu gà Mỹ gà này nọ về bắt đầu ổng mới like tạo ra, hầu như nó mắc cái hầu như bây giờ là gà ổng hầu như bây giờ là ai cũng ít ai biết lắm, nó xấu xạo anh biết lắm. Tại vì gà giờ ổng con cái ổng gì nó phai ra đó, phai gà Mỹ rồi nọ vô cái hầu như nó bị hư cái giống này, nó không có còn cái giống như nguyên bản hồi xưa. Chứ ông xấu xạo hồi xưa mình nói anh em ấy cả 20-30 năm trước là hầu như là ổng là 30 năm á, ổng là bán gà là kinh khủng nhất đó. Cho anh em biết. Cái thời điểm mà 20 năm trước á là mình biết 25 năm á, lúc đó mình mới mười mấy tuổi đó, mình biết á là ổng là con ở ngoài Vũng Tàu mà vô trả gà má 10 triệu một con, 10 triệu 15 triệu một con là biết. Anh em biết hồi đó, hồi điểm đó là một vàng một chỉ vàng không có nhiêu tiền. Cái thời điểm hầu như một chỉ vàng là hồi đó mình tính có 300-400 ngàn ha. Hồi đó đi làm hồi đó mình làm hồ một ngày có 16-17 ngàn, anh em tính đi. Thợ hồ á nha, nếu mà thợ nha là có 22-25 ngàn, thợ có 22-25 ngàn, thợ dẫu là 25 ngàn, còn thợ mà lâu năm là 30 ngàn, là sau này mấy năm sau mới lên được 30 ngàn. Thì điểm đó mà con gà của ổng gà mái mà ở Vũng Tàu mà ta vô ta dám trả con gà Việt của ổng mà 10-15-20 triệu á, chứ đâu phải như giờ mà anh em nói là gà giờ mới lai tạo quá vậy. Bây giờ hồi xưa người ta nuôi gà không có giống như anh em nghĩ, không có thuốc men gì hết, nhưng mà người ta chỉ là nuôi nước đêm sáng hoàng xương rồi lúa ta phơi xương thôi, cho nước xương nó rút vô hộp lúa rồi thế sáng như đó, sáng anh em phơi rồi anh em mà làm nó cực lắm. Tại giờ mình cho mình không có làm đâu, vì mình để mà chạy mình ít sáng mà có ra lính mình nó ngâm mình chỉ sao làm vậy, chứ sự ra nuôi gà đúng nguyên bản hồi xưa nó cực lắm thiệt. Sáng 5 giờ anh em thức nổi không? Giờ hầu như là chiều cái anh em nhậu trên mắt lờ đờ trên tới sáng hầu như 7 giờ anh em thức nổi. Đó nuôi gà không thì người nào lớn tuổi thì nghe mình nói nó già là người nào sẽ hiểu. Nuôi gà xưa cực, uống nước đêm 9-10 giờ là vô đêm, 9-10 giờ vô đêm như hoài, hầu như là nửa tháng trời người ta mới thi đấu. Một tháng sau là con gà cổ nó mới nở, cái cần cổ nó nở uống nước đêm là mục đích nở cần. Còn bây giờ nếu là uống nước đêm là con gà nó bị hư, con gà nó ngủ, gà nó ngủ uống nước đêm vô cái con gà nó đi phân nước đúng không, người ta không mới bắt buộc anh em uống nhiều đó. Thì anh hiểu không? Không, tại vì tối nó ngủ á, cho nó tích trữ nước, nó tích trữ nước để nuôi cơ bắp. Anh em nghĩ là hướng nha anh nè. Hồi xưa mấy ông hồi xưa nuôi gà anh em làm như bây giờ mà anh em biết cái kiểu nuôi như hồi xưa, anh em giờ lai tạo ra cái anh em đi đá anh em chích thuốc vô. Còn hồi xưa tao uống nước đêm tao đá nước khuya, tao đá mấy hồ vậy, con gà tao dẫn lên chân đùng đùng như cái bậy gì. Còn giờ cái anh em chơi anh em nghĩ ngược đây, anh em nói là như là hú y, anh em hay lắm, uống nước đêm vô gà nó ngủ như cái bệnh đủ quậy hứt, vậy chứ không có. Uống nước đêm mục đích là nở cơ bắp, con gà nó ngủ nó tích trữ nước, hiểu không? Nó ngủ nó tích trữ nước để nuôi cơ bắp, tại lúc nó ngủ cơ thể nó không hoạt động, nó nước nó ứ trọng á, nó đi phân ra, nhưng mà nó tích trữ nước vô cơ bắp làm cho con gà mình á, bắp mình nó nở và cái cần cổ nó nở đó. Vậy anh em mình cũng mắc mỡ mà hết nổi luôn rồi.